Nhân vật lịch sử Việt Nam Triệu Quang Phục. Triệu Quang Phục là danh tướng nhà Tiền Lý, con thái phó Triệu Túc, quê ở Châu Biên, phủ Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên, nay thuộc Vĩnh Phú. Từ năm Tân Dậu 541, ông theo cha ra giúp Lý Bôn đánh đuổi quân nhà Lương xâm lược nước ta. Năm Giáp Tý 544, khởi nghĩa thành công, Lý Bôn xưng đế phong ông làm tả tướng quân. Năm Ất Sửu 545, Lương Võ Đế lại sai Trần Bá Tiên đem quân sang đánh phá, đưa Dương Phiêu làm thứ sử. Ông chống cự quyết liệt với quân Lương, đóng bản dinh nơi đầm Dạ Trạch, được xưng tụng là Dạ Trạch Vương. Năm Mậu Thìn 548, Lý Nam Đế mất ở động Khuất Liêu, ông thay quyền điều động quân dân kháng chiến cứu nước tự xưng Việt Vương. Trong khi ấy, người trong họ Lý là Lý Thiên Bửu và Lý Phật Tử bại binh, đóng ở Dã Năng. Thiên Bửu cũng xưng là Đào Lang Vương. Năm Tân Mùi 551, ở Trung Quốc có loạn hầu cảnh, vua Lương là Dư Trương Vương triệu Trần Bá Tiên về để phó tướng Dương Sàn ở lại xâm lược. Thừa thế ông đánh tan quân Lương thu phục thành Long Biên.